Chào nhà đầu tư, tôi muốn gọi số vốn lớn, 1-2 tỷ không coi là đầu tư. Chờ đã, tôi phải dành dụm nuôi con, chẳng có vốn lớn nhưng vẫn đầu tư được. Với AIA, bảo hiểm bước đến tương lai, vốn không nhiều nhưng vẫn có thể kỳ vọng lợi nhuận tốt trong dài hạn. AIA bước đến tương lai, đầu tư nhẹ đầu, giá trị bền lâu.